câu thơ lý giải nguyên nhân và miêu tả hình ảnh những chiếc xe và ký ức. Rồi là tác giả. Công việc này chúng tôi bắt đầu từ tháng 2 năm 2019 khi mà lần đầu tiên dịch bệnh bùng phát. Cái vấn đề chúng tôi gặp phải không phải là từ chúng tôi mà chính là từ các em. Ở các cái vùng bản là rất là khó, khi mà một cái tiết học online mà thành công thì cũng chiếm cỡ từ 50 đến 60% là thực sự là rất là cố gắng rồi. Cái ngôn ngữ tiếng Kinh đó chưa được thành thạo trong cái việc dạy học nên là sử dụng công nghệ thông tin là cũng hạn chế trong việc tiếp thu của em. Không dám làm gì, không dám tương tác, nghe tới tên gọi thôi là đã run lắm rồi. Mở không thả đi. Đừng lấy đòi dạng đi chị ơi. Em là Thùy Dương, em là giáo viên của trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Hiện tại em là giáo viên bộ môn vật lý, cũng là giáo viên tổng phụ trách đội, cũng là bí thư chi đoàn của nhà trường. Khi mà thời điểm dịch bệnh xảy ra phức tạp thì bản thân em là cô giáo mà hướng dẫn giúp đỡ cho các em ở cái vùng tái định cư thông thường đã đến hỗ trợ cho các em những cái phần khó khăn các em gặp phải trong quá trình các em học, đặc biệt là về bộ môn mà mình đang giảng dạy. Lâu hả? Sao không bắt con hỏi rồi? Khi mà ngoài trường sống mày vô lắm. Ở nhà bên trường ấy. Khu vực tái định cư là khu vực mà có đối tượng người đồng bào dân tộc sinh sống đa số. Và các em ở đó rất là khó khăn. Hiện tại khu vực tái định cư thông thường là khu vực xa trường nhất. Có tỷ lệ dân thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo đông nhất trong các cái xã mà có con đang học ở trường Trần Hưng Đạo. Nên cái điều kiện để cho các em có thể học tập ở trường cũng như cho các em học online trong mùa dịch rất là khó khăn. Hôm nay em đến với hai bạn nhỏ đó không phải là lần đầu, vì đây là cái công việc thường xuyên của em trong cái thời điểm mà dịch bệnh xảy ra. Thì em đến chỉ là cho các em mượn thiết bị của mình để các em có thể học được tất cả các cái môn học diễn ra trong sáng nay. Cũng có đôi lúc các em gặp khó khăn thì bản thân em sẽ là người liên lạc trực tiếp với giáo viên đang giảng dạy để hỗ trợ cho các em có thể học được tốt nhất. Học online thì việc gặp trục trặc là việc rất là thường xuyên, vì nó trục trặc về thiết bị, trục trặc về đường truyền, thì khi các em thao tác có thể là lỡ tay bấm nhầm, nên gián đoạn là chuyện rất là thường xuyên xảy ra. Những cái ngày đầu mà giáo viên như chúng tôi đến với các em á, thì không chỉ các em mà cả phụ huynh và những cái bạn nhỏ xung quanh cảm thấy việc mà cô đến nhà để mà đưa máy cho anh chị học là một chuyện rất là lạ. Cái bàn nhỏ xung quanh, các bạn đến đông như hồi vậy, nó ảnh hưởng đến cái công tác phòng chống dịch trong thời điểm hiện tại và cũng làm ảnh hưởng tới quá trình các anh chị học, có chút xấu hổ, có chút rụt rè. Nhưng mà cô cũng đã làm công tác tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh cũng như là đồng viên hay là nhắc nhở các em nhỏ đó. Thì dần dần sau một thời gian thì công việc học online nó cũng bắt đầu trôi chảy hơn. Đầu tiên là mình giúp các em để các em có thể theo kịp tiến độ của bài học. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các em khi mà mình không có ở đó, các em sử dụng thiết bị của mình, các em sẽ làm thế nào tốt nhất. Các em tập luyện thanh thạo trên thiết bị của mình để lần sau là cứ thế các em làm thôi.
có cái nhóm học sinh mà nhỏ, học sinh khối 6 thì khi mà các em học online là rất là vất vả, nên bản thân em đã đến dạy trực tiếp cái bộ môn của mình đang giảng dạy tại lớp cho các em để có được cái chất lượng học tập tốt nhất có thể. Nè, đã đọc món quyền hả? Cái ấn tượng đầu tiên nhất khi mà giáo viên chúng tôi đến với các cái gia đình ở khó khăn đó là cái hoàn cảnh gia đình các em. Có những chia sẻ mà khi chúng tôi dạy ở trường không bao giờ chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ được nghe. Ví dụ như hôm qua tôi đến với nhà bạn nhỏ mà cho cả bạn mượn để học đó. Chỉ là hai cái ghế và một cái tấm gỗ đặt ở trên thay cho cái bàn. Nhưng mà đó, nhà bạn đó là điều kiện tốt nhất trong số 6 bạn học ở đó rồi. Mẹ bạn đó chỉ là đi chăn bò. Ba thì hỏi ba đâu, và ba cháu uống rượu ở chỗ này. Chỉ có những cái lúc mà đến với các em ở tại gia đình các em thì chúng tôi mới được nghe những cái trải nghiệm đó. Chúng tôi mới biết là các em khó khăn như thế nào, gia đình các em vất vả như thế nào. Không đáng là bao nhiêu hết, chúng tôi chỉ muốn động viên tinh thần cho các em thôi. Nếu có điều kiện chúng tôi sẽ hỗ trợ các em nhiều hơn thế nữa. Thay đổi trong một thì đồng vật thì có lực tạm nhiều. À đúng rồi, nhờ quá cho bạn ở đây. Khi mà đến với các em thì cô chia sẻ, cô giới thiệu cho các em tương tác với cô, các em nói lên những gì các em biết, các em hiểu được cái gì các em nói cái đó. Như các anh thấy đấy, có đúng, có sai, nhưng mà các em rất là mạnh dạn. Nhưng nếu như ngồi trước ống kính với đối tượng học sinh nhỏ như vậy thì các em không dám làm gì, không dám tương tác, nghe tới tên gọi thôi là đã run lắm rồi. Khi mà thời tiết mà gặp khó khăn về mưa gió, thời gian mưa kéo dài, đường đi rất là khó, nhưng mà khó đến mấy giáo viên chúng tôi cũng sẽ đến được với các em. Cái vấn đề chúng tôi gặp phải không phải là từ chúng tôi mà chính là từ các em. Nhóm đó 6 người, 6 em học sinh, nhưng nếu mà mưa to gió lớn thì chỉ có đến 1 đến 2 em ở xung quanh đó đến học thôi, còn những em ở xa hơn một chút nữa thì không thể đến để theo học được, nên là rất là khó khăn đối với việc học cảnh mà dịch bệnh cộng thêm mưa lũ và mưa to gió lớn kéo dài. Chúng tôi chỉ là những giáo viên đang ở đây trong một cái môi trường mà có dịch nhưng mà không quá nguy hiểm. Nhưng ở trên cả nước, đặc biệt là trên tuyến đầu chống dịch, thì có nhiều y bác sĩ đang ngày đêm không ngủ để mà gồng mình để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Thậm chí có những bác sĩ đã kiệt sức và nằm xuống. Thì với chúng tôi, bằng lương tâm của người nhà giáo, bằng những cái khát khao muốn được học như các bạn khác, chúng tôi quyết tâm đưa con chữ đến cho các em. Và để cho các em có cảm thấy mình bình thường như các bạn, hòa nhập vào cộng đồng như các bạn, để với mục tiêu cao lớn là không để một học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Trong cái các buổi hội nghị cán bộ quản lý thì tôi được nghe đồng chí giám đốc sở cùng giống đồng chí trưởng phòng giáo dục đã trao đổi là tiến đến chuyển đổi công nghệ số và số liệu hóa trong nhà trường. Thì ngay từ đầu năm học, trường chúng tôi đã chủ động thành lập một cái tổ công nghệ thông tin để sẵn sàng tương tác được công việc. Số hóa đối với nhà trường thì tôi thấy là nhiều mặt rất là thuận lợi. Thứ nhất là giảm tải được cái hồ sơ sổ sách cho cán bộ giáo viên. Thuận lợi thứ hai là cán bộ giáo viên trong trường của tôi từng cơ bản là trẻ, cho nên các em là rất là đam mê tìm tòi về cái công nghệ thông tin. Và cái điểm này là cái thuận lợi là giúp cho học sinh chúng ta tiếp cận cái nét hiện đại và các cái công nghệ mới và tiết kiệm rất nhiều mặt về tài chính. Và đặc biệt ở đây thì địa phương ở đây là từ lãnh đạo địa phương ở trong huyện, trong xã họ cực kỳ quan tâm về vấn đề này, chúng tôi rất là thuận lợi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin là một cái điều rất là thuận lợi. Thuận lợi đấy nó thể hiện ở việc là chúng tôi có thời gian đầu tư hơn cho bài dạy của mình, và chúng tôi được thể hiện năng lực của mình, chúng tôi thể hiện được cái tôi trong những cái tiết dạy của mình. Thì được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, cái trường của tôi thì tất cả các cái phòng học đều được phủ sóng để sử dụng các cái những cái tiết dạy công nghệ thông tin được đảm bảo. Và bên cạnh đó thì cái đối tượng học sinh của chúng tôi cũng là những cái điều mà khiến chúng tôi có động lực hơn trong việc soạn giảng ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ học. Thực tế cho thấy là huyện mình còn rất là nghèo,
biết rằng là các em là rất là có nhu cầu muốn học, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế cho nên là các em cũng có sự khó khăn rất là lớn. Tuy nhiên về phía nhà trường, đối với tất cả các lớp có nhiều em học sinh mà chiếm tỷ lệ là người dân tộc thiểu số nhiều, thì nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em là học nhóm. Từ cái thực tế của nhà trường như vậy, từ những cái cố gắng của nhà trường để kiểm soát về cái số lượng, về cái đối tượng như vậy, thì tất cả giáo viên chúng tôi đều vào cuộc để mà làm, để mà cho các em có cơ hội được học tập trong mùa dịch, vào cuộc để các em không bị bỏ lại ở phía sau, không để bất kỳ một em học sinh nào bị bỏ lại ở phía sau. Hãy tin là ở phía sau các bạn vẫn có thầy cô giáo.